Chào tất cả mọi người đang theo dõi livestream ngày hôm nay, và hiện giờ thì mình đang có mặt tại khu kỹ thuật của DKI Round tại địa chỉ 61 Nguyễn Công Trứ. Và trên màn hình ống kính đây thì chúng ta đang được quan sát cận cảnh một ca full motion 3D được thực hiện bởi chuyên gia Hoàng Quyên ạ. Thế như mọi người có thể quan sát nhé, chị khách này đang được thực hiện một ca full môi, và hiện giờ thì chuyên gia Hoàng Quyên đã chuẩn bị hoàn tất cái quá trình full môi này rồi. Tuy nhiên thì nhìn cái sản phẩm môi bây giờ đã đang rất là đẹp rồi, giảm thiểu được tối đa độ sưng nề là bởi vì chuyên gia đã sử dụng cái phương pháp vi chạm châu Âu đó, nên làm như chúng ta quan sát thì mặc dù là đã sắp hoàn tất dịch vụ rồi, tuy nhiên thì môi của chị gái thì không hề có cái dấu hiệu sưng nề, và ngoài ra thì cơ mặt của chị cũng rất là bình thường và không hề có cái dấu hiệu là bị đau rát hay là khó chịu đó. Và bây giờ thì mình xin mời ống kính có thể đi sang đây một xíu để chúng ta có thể quan sát được cái tình trạng môi ban đầu của chị nhé. Như chúng ta có thể quan sát này, cái tình trạng môi ban đầu của chị gái này bị phần thâm ở phần môi trên, ngoài ra thì bề mặt môi rất là nhăn và khô, còn phần môi dưới thì về lòng môi thì bị nhợt rất là nhiều này đó, và bị thâm ở xung quanh viền môi đó. Và nhìn tổng thể thì thật sự thì chị không thể nào mà tự tin với cái cặp môi như này được, và chị đã quyết định đến DK để có thể tân trang lại cho cặp môi của mình được căng mịn và tự nhiên hơn. Và bây giờ thì chúng ta có thể nhìn qua được cái kết quả đã được gần được hoàn thiện rồi mọi người ạ. Vâng, chị Hoàng Quyên ơi, vậy thì mình còn bao nhiêu lâu nữa để hoàn thiện xong cặp môi này hả chị? Mình chỉ còn khoảng 10 phút thôi, bởi vì vâng, vậy thì với cái tình trạng môi ban đầu như vậy thì chị phải xử lý cái thời gian mình xử lý có nhiều không ạ? Và có khó không chị? Cái môi của chị khách hàng này thì tương đối là khó thôi chứ không phải là đến mức khó lắm. Thứ nhất là môi của chị là phần môi trên là thâm hơn môi dưới và da rất là nhăn. Thì những cái môi như thế này nếu như kỹ thuật đi không tốt, cái môi nhăn da mỏng chắc chắn là sẽ sưng rất là to. Vâng. Nhưng với kỹ thuật châu Âu của DK thì như ống kính quay là sẽ thấy là không hề sưng được tí gì, mà chỉ hơi lè một xíu. Vậy có nghĩa là cái tình trạng về da nó chỉ chiếm một phần nhỏ thôi, và cái quan trọng là kỹ thuật đúng không ạ? Đúng rồi, kỹ thuật mình đi như thế nào để cho khách hàng đỡ bị tổn thương, không bị tổn thương này, và không bị sưng, không bị đau, không phải kiêng khem gì hết. Vậy cái lý do vì sao mà sau khi phun môi xong mình không cần phải ăn kiêng hả chị? Bởi vì ngày xưa thì là công nghệ là xăm thì sâu, khi mà sâu vào là tổn thương đến da, nếu như mình không kiêng thì có thể là bị sẹo hoặc là sẹo lồi gì đấy. Nhưng với công nghệ châu Âu là mình đi chạm, mình đi theo kỹ thuật mới, nên là mình không phải kiêng khem với cái gì hết. Vâng, em mời chị tiếp tục thực hiện quá trình phun môi cho chị gái ạ.